Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Luân để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái lô mai tàn đế đẹp luôn ha. À. Đây, chào em. Dạ con chào chú Tuấn. Con chào cô chú. Anh chị đam mê mai vàng cho mọi miền Tổ quốc. Dạ hôm nay con có về lô mai tàn giả lá gai bông từ 5 tới 12 cánh để giao lưu với cô chú anh chị. Hình thức của con là bao ship. Số điện thoại của con là 0386985932. Dạ cũng là số Zalo của con luôn để không mất thời gian con tiến hành làm cây số 1. Đây mã số 1 luôn quý vị. Em này ha. Rồi chiều cao khoảng bao nhiêu em? Chiều cao là 1m mấy? 1m7. 1m7. Quanh là 25. 25. Để tán ngang em này cũng khoảng 1m7 luôn nha quý vị. Dạ. Dạ mã số 1 này con Zalo với giá là 4,5 triệu. Rồi 4,5 triệu ha quý vị, để mình quay kỹ phần dàn xương ha. Rồi báo giá thì mình cứ báo giá nhưng mà giờ mình quay kỹ cho quý vị xem ha. Quý vị nhớ kỹ nha. Giá thì cũng đã báo rồi ha. Đó, lắc ha. Rồi xem đế nha quý vị. Ơi, cái này nặng quá nên không để lên bằng quay được, mình phải lăn lê bò lết nha quý vị. Cố gắng quay kỹ cho quý vị nha. Rồi 4,5 triệu cho mã số 1 nha quý vị. Đây qua mã số 2 luôn quý vị ơi. Mã số 2 cũng chỉ cao 1m7. 1m7 luôn. Tán ngang thì cũng khoảng tầm 1m6, 1m7 luôn. Dạ hoành là 23. Rồi 23 hoành. Dạ mã số 2 này giao lưu với giá là 5 triệu. Rồi giao lưu là 5 triệu. Rồi quý vị xem dàn xương, tay cành, đường thân luôn nha. Giá thì được ghi sẵn rồi, mã số 2. Giá 5 triệu. Rồi quý vị xem bộ đế ha. Này bộ đế đẹp ha. Đó, này có rễ chịu trước luôn ha. Rồi mã số 2 5 triệu nha quý vị. Rồi. Bên qua. Mã số 3. Dạ mã số 3 chiều cao cũng 1m7 nha. 1m7 luôn. Thì tán ngang em này cũng khoảng 1m6 ha. Rồi hoành được nhiêu em? Dạ hoành là 26. 26. Dạ mã số 3 này con giao lưu với giá là 5 triệu. Rồi 5 triệu. Rồi quý vị xem dàn xương ha. Ship mình bao ship là bao nhiêu km hay bao toàn quốc em? Dạ cái này là con bao toàn, bao ship toàn quốc luôn nha cô chú. Rồi bao ship toàn quốc cho quý vị luôn. À, tay cành em này thì chiều cũng bỏ rất là đều ha, quý vị phân bố đều ha. Rồi quý vị nghiến lần nữa ha. Rồi xuống đế luôn nha quý vị. Rồi thân lắc đế để đây rồi quý vị. Rồi mình qua cây tiếp theo, mã số 4. Rồi chiều cao. Dạ, chiều cao cũng 1m7 đúng không cô chú? 1m7. Dạ, tán ngang 1m5. Rồi tán ngang khoảng 1m5. Rồi hoành. Dạ hoành là 22. 22 hoành, em này dáng trực ha. Dạ mã số 4 này con giao lưu với giá là 4,5 triệu. Rồi 4,5 triệu. 4,5 triệu như cái gì? Đó, một em trực, tay cành đều nè. Đó, thấp thân cũng lý tưởng ha. Bộ đế thì hết sức luôn ha. Đó, đi vòng luôn. Nồi đế ha. Đặt nữa ha. Rồi, 4,5 triệu nha quý vị. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Số 5 bên đây. Chiều cao của cây này là 1m8 nha cô chú. Rồi. Ngang thì cũng khoảng 1m7 nha. Hoành là 25. Rồi 25 hoành. Dạ mã số 5 này con giao lưu với giá là 6 triệu. Rồi 6 triệu. Rồi quý vị xem dàn xương em nói cái ha. Rồi đỉnh đây. Xương đều. Quý vị xương đều ha.
Rồi quý vị nghĩa ha, cái được thân với tay cành đoạn dưới đây ha. Rồi để luôn nha quý vị. Rồi qua cây tiếp theo luôn quý vị. Dạ, cây mã số 6. Để chiều cao là 1m7. Rồi mã số 6. Tán ngang nó là cho 1m5 nha chú. Rồi. Rồi hoành luôn em. Dạ hoành của nó là 27. Hoành 27. Rồi dạ, quý vị xem dàn xương ha. Dạ mã số 6 này con giao lưu với giá là 4,5 triệu. Rồi 4,5 triệu. Rồi để đây quý vị. Rồi để em nói ha. À, bể luôn. Giáp vòng ở đây giáp ha. Mã số 6 4,5 triệu. Rồi qua mã số 7 luôn rồi quý vị. Dạ mã số 7 này cô chú. 7 đây. Chiều cao nó là 1m6 thì tán ngang em này cũng khoảng 1m5 ha. Dạ hoành của nó là 20. 20 hoành. Dạ. Mã số 7 thì con giao luôn với giá là 3,5 triệu. Rồi 3,5 triệu. Vậy nhìn nhía dàn xương em nói nha quý vị. Đó. Rồi xuống đế luôn nha quý vị. Để em nói đây ha. À, mã số 7 3,5 triệu nha quý vị. Bao ship toàn quốc cho quý vị luôn. Rồi qua mã số tiếp dạ, theo số luôn. 8. Số 8. Là 3 triệu. Ha. Xem bên đây cho nó sáng hơn ha. Đó. Vậy thấy cái dáng đó nè. À. Rồi xuống đế luôn nha quý vị. Rồi để em nói đây quý vị. Đây cũng đặt ha. Mã số 8 nha quý vị. À, để đặt hết trơn ha. Rồi mã số 8 giá là 3,5 triệu. Dạ mã số 9. Mã số 9 bên đây. Dạ, 1m7. 1m4,5 vậy ha. Dạ hoành là 21. Mã số 9 này con giao lưu với giá là 4 triệu. 4 triệu. Rồi quý vị xem dàn xương á ha. Xương chia đều. Xương đều từ trên xuống luôn. Rồi cái dáng ở đây quý vị. Cái này cũng dáng lắc ha. Đó, đế thì cộng ông nó cộng này to to không ha. Hết sức ha. Rồi mã số 9 nha quý vị. Rồi qua mã số 10 luôn. Dạ mã số 10. 10 đây ha. Này khá cao. Cao này là hơn 2m. Rồi tán ngang thì khoảng 1m7. 26 hoành. Dạ mã số 10 thì cũng giao luôn với giá là 5 triệu. Rồi quý vị nghĩ dàn xương ha. Mình ra cũng chậm chậm nè. Hôm nay xương phân bố đều luôn ha. Rồi quý vị nghĩ bộ đế cái ha. Để đây quý vị. Ha. Trải cũng đều nè. Rồi, mã số tiếp theo luôn quý vị. Dạ, mã số 11 đi chú. 11 ở đây. Rồi, cao khoảng tầm 2m.
ngang khoảng 1m6 ha, hoành như em. Dạ hoành là 22. 22 hoành. Dạ cây số 11 này giao luôn với giá là 5 triệu nha cô chú. Rồi 5 triệu. Rồi quý vị nhớ vàng xương ha. Hoa xương đều nè. Thì trong quý trình xem rồi là quý vị thấy thích cây nào muốn giao lưu thì cứ mạnh dạn alo nha quý vị. Thì giá cả thì đã báo rồi ở trên đây ha. Và quý vị vô muốn giao lưu với giá nào thì quý vị cứ mạnh dạn alo. Rồi quý vị xem tiếp bộ đế em nói ha. Đây cũng đều ra quý vị. Bốn mặt có đủ ha. À. Rồi, qua mã số tiếp theo luôn. Dạ, mã số 12. 12. Đi cô chú. Rồi, em này chắc cao hơn 2 m. Tán ngang khoảng 1m7 đến 1m8 ha. Dạ, hoành là 27. 27 hoành. Đọt tại cành nè. Em này thì trực ha. Tại cành chia cũng khá đẹp đây. Thì đoạn dưới đây đẹp nè ha. Cái trịch ha. Rồi để đây quý vị. À. Để to ha. Bốn mặt có đủ hết trơn. Không thiếu ha. Đó. Thì giao lưu với giá là mấy triệu quên rồi quý vị. Dạ là 6 triệu. 6 triệu ha. Cái này chắc bao ship 200 km rồi. Mã số 13. Rồi 13 đây. Có chừng ụp đầu á. Cao chắc là 1m80. Rồi 1m8 cao ha. Ngang thì cũng khoảng 1m6, 1m7 gì quý vị. 24. Hoành 24. Giao lưu với giá là 5 triệu. Rồi quý vị xem đường thân ha. Rồi xương luôn. Đó, xương này quý vị. Rồi mình vô trong nha quý vị, xem đế nó ha. Đây đế này. Rồi đế tới mặt này quý vị xem lên đường thân lại đường bằng đường này ha. Tại cành phân bố cũng đẹp ha. Rồi quý vị nghĩ lại một lần nữa ha. Rồi tiếp đế luôn ha. À, giáp. Rồi, mã số tiếp luôn. Dạ, mã số 14 cũng là mã cuối clip nha cô chú. Rồi, cao như đêm. Chiều cao 1m5. 1m5. Rồi, tán ngang cũng khoảng 1m6 đi. Rồi, hoành đó được nhiêu đêm? Dạ, hoành là 29. 29 hoành luôn. Hoành cũng mã to dữ ha. Con giao lưu với giá là 6 triệu rưỡi. Rồi, 6 triệu rưỡi. Rồi, quý vị xem phần phân bố tay cạnh em nó ha. Rồi đường thân. À. Rồi đế luôn. Mình xem đế trước nó cũng có 1, 2, 3 cộng rễ chịu vậy trước đó ha. Rồi đế luôn à quý vị. À, nguyên bề ha. Rồi. Cây số 14 này cũng là mã số cuối của clip rồi quý vị. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến hết clip ha. Thì trong quá trình xem quý vị thích cái nào thì cứ mạnh dạn alo với em luôn, rồi thương lượng về giá cả hay vì ship vậy ha. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị clip sau.